chương trình này luôn. Tại thật sự là em nghe thì em cũng hơi bị lo vấn đề này. Lo gì em? Nói một lần thì được, đừng có nói nhiều lần quá. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em tên là Phan Thị Thanh Trà, sinh năm 1984 ạ, là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở đâu em Trà? Dạ, quê em Bình Định anh ơi. Bình Định, rồi mời anh trai. Dạ, xin chào các vị khán giả, chào Cát Tường và anh Việt Linh. Chào anh. Chào bạn cùng chơi, em tên là Lê Văn Tuấn, đến từ Quảng Ngãi, sống và làm việc công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm việc gì hả? Mình là kỹ sư của ông Thôn, bảo hộ lao động. Anh bao nhiêu tuổi anh? Dạ, năm nay 38 tuổi ạ. 38 tuổi. Rồi, hôm nay một cặp đôi rất là chín chắn trong tuổi tác ha. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thì mối tình thì em được 3 mối tình ạ. Và chia tay đây cách đây cũng được 4 năm rồi ạ. Mình có rút ra được kinh nghiệm gì không? Hay mình có khó tính quá không? Dạ không, không hề khó, cũng dễ lắm chị. Dễ lắm hả? Dạ. Anh trai bên kia thì có bao nhiêu mối tình rồi? Thưa chị, em cũng có một mối tình chính thức, quen nhau hơn 3 tháng. Trời đất ơi, chính thức mà có 3 tháng vậy, không chính thức là mấy ngày? Dạ không, thì quen nhau hơn 3 tháng thì lúc đó những đến hôn nhân thì sau này chia tay. Thì tức là quen nhau rồi. Dạ. 3 tháng sau 3 tháng tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Rồi mấy tháng sau chia tay? Dạ, sau thời gian khoảng 1 năm là chia tay. Thì thời gian đó thì do cũng tính chất công việc, có những cái công việc mình đi làm xa á. Thì sau này bây giờ thì em đã ổn định rồi. Thì cái lỗi đó thì cũng do lỗi của mình. Mình chia tay bao lâu rồi anh? Dạ vâng, chia tay được 2 năm rồi. Sau khi chia tay thì em đăng ký chương trình này luôn. Được 2 năm mới được mời lên. Mình có cháu nào không anh? Dạ, thực tế thì em có một cháu. Nhưng mà cháu đó thì hiện tại sống bên gia đình của người vợ. Sau khi chia tay khoảng 28 ngày là vợ em cưới chồng khác. Rồi. Cái câu chuyện anh thì nó cũng rất là éo le ha. Anh quen chị ấy mới có mấy tháng thôi, sau đó cưới xong rồi á là chia tay mới 28 ngày chị ấy có chồng. Có lẽ là mình quen nhau nhanh quá, cũng chưa có hiểu rõ nên nhiều điều nó chưa có hoàn thiện lắm đúng không anh? Thực tế thì cũng không hẳn là hoàn toàn như vậy hết, mà nguyên nhân là do là gia đình đó có một người con gái thì muốn em về làm rể. Làm rể luôn? Dạ, làm rể luôn. Tại vì nhà em là nó có cơ ngơ sự nghiệp sẵn rồi, mẹ em cũng không đồng ý điều đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cô này nè, gia đình cổ cũng muốn anh ở rể nè, là không được đúng không? Dạ được chị. Được hả? Ủng hộ vậy? Em chưa được bao giờ ở rể. Hồi đó chưa có tạo dựng sự nghiệp, người ta mời về làm rể sướng muốn chết thì không chịu. Bây giờ có sự nghiệp rồi, tại sao người ta kêu đi làm rể thì lại chịu? Tại vì khi mình phải tạo nên một cái gì đó thì mình có một căn bản để mình làm rể nó vẫn tự tin hơn. Đúng rồi. Đi đâu sẽ lo cho gia đình vợ được ạ. Được. Thì đàn ông mà đôi khi cũng có một cái sự sĩ diện, mình chưa có gì mình về cái nhiều khi ta nói ăn bám vợ rồi này kia. Đúng rồi. Rồi mà bám gia đình vợ, còn giờ mình có cơ ngơi rồi, mình không sợ, mình đi đâu cũng được hết. Vô luôn. Dạ, rồi. Đúng rồi. Nãy giờ cũng nghe anh tâm sự rất là chân thành rồi ha. Dạ, thật sự là em cũng muốn thắc mắc thôi. Bé hiện tại đang ở với mẹ. Bé đang ở với mẹ. Bé được bao nhiêu tuổi vậy bà anh? Bé 2 tuổi. 2 tuổi ở với mẹ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, tại mới chia tay 2 năm mà. Rồi. Thì thật sự là em nghe thì em cũng hơi bị lo vấn đề này. Lo gì em? Anh có thể có vợ thì ok, em không vấn đề gì hết. Nhưng mà đứa con là một vấn đề. Chị nghĩ thời buổi bây giờ cái vấn đề đó cũng không có sao hết em. Thứ nhất là con thì con nít là không có tội. Đúng. Thứ rồi. Hai là sống là bây giờ con cũng đang sống với mình mẹ. Mà dù có sống với mình cũng vậy, con nít nó rất dễ, mình thương nó thiệt lòng thì nó thương mình thật lòng thôi. Vấn đề này chị thấy không quan trọng. Quan trọng là tình yêu của hai người. Để chúc hai người gặp nhau đi. Em nghĩ rằng nếu rồi. Mà có tình yêu thì cái gì nó cũng sẽ qua hết thôi. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một chàng trai thế nào? Dạ thì nói chung tuổi anh Minh đã 38 là cũng đủ lớn rồi anh. Nói chung là cũng nghĩ là cơ sở kinh tế đã vững, cũng biết suy nghĩ, cũng biết chia sẻ công việc vợ cho gia đình. Đừng có gia trưởng, đừng có gọi là tính đàn bà một tí đó anh. Nói một lần thì được, đừng có nói nhiều lần quá. Rồi. Nó khó. Anh có yêu cầu một người phụ nữ như thế nào không? Em thì chỉ mong rằng là người bạn của em là biết chăm lo gia đình, biết dung hòa trong cuộc sống, giúp đỡ mọi người xung quanh. Trời, rồi, không mong muốn gì nữa không? Dạ không ạ. Xin chào chị ạ. Dạ, chào anh. Nãy giờ anh có hình dung được bạn gái bên này là như thế nào không? Thì em nghĩ là cô gái này là rất là nữ tính. Thứ hai nữa là
cũng là một người khá về hiểu biết về cách sống. Nếu bây giờ được thì khi nào anh tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ thì trong năm nay thì sẽ tốt hơn. Tại vì em đã chuẩn bị cái này cách đây đã 2 năm rồi. Thì hiện nãy gia đình của em thì hiện tại là chỉ còn một mình em thôi. Thì em sống này thì có thể lập nghiệp trong này. Dạ, vậy là chị không có phải làm dâu gì hết hả anh? Hiện tại không cần phải làm dâu gì hết. Rồi. Tại vì mẹ em là bên quân đội về hưu. Hiện tại em đã xây nhà cho mẹ em ở hết rồi, đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi ha. Rồi, thì, vậy là chỉ tiến tới hôn nhân dạ, lo cho mình thôi ha. Mình lo cho mình. Coi như cái này chuẩn bị 2 năm trước cho người cũ người sau vô hốt luôn ha. Rất là trưởng thành, rất là chín chắn. Cặp này lấy nhau là bền vững hạnh phúc. Xin nhắc lại, không phải là chuẩn bị cho người cũ mà sau đó anh mới chuẩn bị để đón người mới nha. Chứ không phải là chuẩn bị cho người cũ đâu. Để mình xem là đàn gái thế nào. Em chào anh Xin chào em, giọng nói rất dễ thương. Anh thấy anh bên đây đúng là mẫu người của gia đình đấy. Từng trải trong tình hôn nhân rồi. Thật ra đây cũng là một cái bến đỗ mà anh nghĩ rằng cũng an toàn đấy. Anh ấy cũng rất hiền. Nghĩa là được rồi anh. Được ha. Dạ, như anh là được rồi. Anh được rồi ha. Dạ. Chị cũng thấy được đó. Thôi để hai người gặp đi. Dạ. Mình có đi với người thân không em? Dạ có. À, em đi với ai chị sẽ cho em tham khảo ý kiến người thân của em trước nha. Dạ. Chị ruột và anh rể và chị đồng nghiệp ạ. Ồ, chị ruột với anh rể. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào chị. Nói chung anh bên này rất là chín chắn và trưởng thành ạ. Nói chung là tùy em, cảm xúc của em có cảm xúc hay không. Nếu mà có cảm xúc thì cả hai cho một cơ hội lẫn nhau ạ. Anh ơi, gì chị anh ơi, anh thấy chị em anh có hình dung ra em không anh? Dạ. Thì chị hai chị em giống nhau y chang vậy đó. Một phần không đó anh ơi. Chị ơi, cho em hỏi cho trước khi anh lên tham gia chương trình này, anh đã trong tâm nguyện anh đã nói rồi. Anh đi cưới vợ là để đâu đang nói chuyện chị này, đang nói chuyện với chị dâu chị. Dạ, thì em cũng hứa với chị rằng á, nếu em được ghi tên vào trong gia phả của chị, gia đình của chị, thì em sẽ chăm sóc cho em chị năm tháng hạnh phúc sau này hơn. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến gồm có là anh chị lãnh đạo của công ty, có là chị Hòa là trưởng phòng nhân sự và anh Dũng là trưởng phòng kỹ thuật, cùng với coi như là 10 anh em. Trời ơi. Chắc là nguyên khu vực này đúng không? Nguyên cơ quan, nguyên phòng luôn. Dạ. Cùng với công ty và kèm theo đó là có một đứa em con cậu ruột của em đến đây nè. 500 anh em giàu khí đâu. Thôi chào mấy anh chị. Em chào mấy anh ạ. Rồi, chào chị. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Dạ. Và xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Em thì là đồng nghiệp của anh Tuấn được khoảng 2 năm rồi. Thì tuy thời gian không dài nhưng mà cũng đủ để có thể nhận xét một con người. Đấy thì với anh Tuấn, trong công việc thì anh Tuấn là một người rất là nhiệt tình, năng nổ và làm việc có trách nhiệm. Thì đấy là một cái đức tính rất là quý trong công tác. Đấy thì anh Tuấn thì theo em nghĩ có tố chất để trở thành một người chồng tốt trong tương lai. Đấy. Yeah. Dạ. Thì còn đối với em thì chị gặp là lần đầu tiên. Yeah. Nhưng mà chị có cái cảm giác là khi gặp em ấy thì tức là em là một người nhanh nhẹn, hoạt bát. Dạ, em đấy, và rất là dễ thương. Đấy thì chị là ở công ty và làm công tác tổ chức thì cũng rất là muốn là tìm cho anh Tuấn một cái người mà bạn đời. Đấy, vì thực ra thì với anh Tuấn thì cái hoàn cảnh của anh ấy nó cũng hơi khác biệt. Yeah. Đấy thì chị cũng hy vọng rằng là qua cái cuộc hẹn hò ngày hôm nay thì sẽ có một cái kết quả tốt. Đấy. Đấy. Và cũng cầu chúc cho hai bạn là sẽ đi được cái đến cái đích cuối cùng. Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Rồi, cho đôi trẻ gặp nhau đi. Kéo màn. Kéo màn lên. Cho đôi trẻ lên nữa. Kệ, người ta chưa lấy đám cưới thì cứ cho là trẻ đi. Rồi, mời anh chị. Rồi, em chào anh. Chào em ạ. Ồ, anh thấy em như thế nào? Anh thật bất ngờ. Thủ tục đầu tiên. Anh xin lỗi do em hỏi gấp, anh cũng quên. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Thật sự thì hồi nãy có nghe anh chia sẻ thì nói chung em cũng hiểu hình dung là anh cũng là một đàn ông của về gia đình. Thật sự nếu mà được có với nhau thì sau này về kinh tế ai sẽ là người giữ anh? Dĩ nhiên rồi, cái đây là truyền thống Á Đông mình là người phụ nữ là giữ tiền là tốt nhất. Ồ, công việc của anh hay đi công tác không anh?
Công việc của anh thì hiện tại làm văn phòng, đi công tác thì cũng rất là ít. Nói chung là lên tới đây gặp với nhau là cũng cái duyên, thì mình cũng nên cho nhau một cái cơ hội. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì anh xác định rồi, anh cũng chọn cô đơn một thời gian dài để đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay anh đã nhìn được, dường như đã là hạnh phúc của mình đang tìm đến. Và cái duyên đó là do một cái sự gì đó ban cho mình, còn cái nợ hay không là do chúng ta quyết định. Dạ. Anh mong rằng là em là người phụ nữ cuối cùng để anh chăm lo sau này. Hay quá. Một những cái lời nói rất là chân thành, thật sự mà nói anh cảm giác á, nghe mà nó muốn đứt ruột, đứt thấm gan luôn á, cho nên không còn gì để nói thêm nữa. Đây là một người rất là chân thành, anh không cần gì nói thêm nữa, nhưng mà qua những lời đó khán giả cũng đã cảm nhận được. Quan trọng là em, trái tim nó rung động thì chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của nó. Ở đây chỉ có chúng ta mới quyết định được tất cả mọi thứ em nhé, trong tình yêu hôn nhân chính chúng ta thôi, không ai cả. Nào, hãy để tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ nha. Một, anh thấy rằng cuộc hôn nhân này có lẽ nó rất là chín chắn rồi đấy. Hãy quyết định, cơ hội dành cho các bạn. Hai, ba, hết thời gian. Quá. Chúc mừng em. Anh này rất là ok đấy. Chúc mừng em nha. Dạ, em cảm ơn. Thật sự là anh lo là em không bấm thôi. Dạ. Em anh cũng biết hơi em suy có nghĩ. Em đang có những cái suy nghĩ trong đầu, vẫn đang đấu tranh với chính mình, đúng không? Dạ. Anh nghĩ rằng hôm nay là một cái cơ hội, một cái duyên đấy. Đừng, không đơn giản đâu nha, không đơn giản chúng ta gặp nhau trên đây đâu. Hàng ngàn người đăng ký, cả chục ngàn người đăng ký, đâu phải ai cũng có thể có duyên gặp nhau. Anh ấy chờ 2 năm mới được chương trình mời lên đây gặp em. Dạ. Không, mà cái cảm giác của em là cặp này sẽ thành công. Anh tự nghĩ cô không bấm, nhưng mà sao trong lòng em thấy là cô ấy sẽ bấm. Tự nhiên cái cảm giác của phụ nữ vậy đó. Anh mong rằng em sẽ bấm, bởi vì đây là con người rất chững chạc. Đi có trưởng phòng, có 500 anh em dầu khí theo là cũng dữ lắm rồi. Người ta phải hiểu anh thế nào người ta mới đi, đúng không anh chị? Chứ nếu như anh không đàng hoàng ảnh này kia thì chưa chắc có 500 anh em dầu khí ra đâu. Rồi, một càng pháo tay nữa. Chúc mừng cho cặp đôi ngày hôm nay. Mời chúng ta nắm tay nhau nào. Nắm chặt tay nhau nào. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là quà tặng cho hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hy vọng rằng anh chị sẽ sử dụng sớm cái phần chụp ảnh này nha. Dạ. Rồi, chúc hai người hạnh phúc. Dạ. Rồi, nắm tay nhau thật chặt nha, hẹn hò nhau. Dạ, điểm mạnh của em là dễ thương, vui vẻ, cao ráo, cái tính kiểm soát không được cao. Không thuốc, không rượu, không cờ bạc, nói chung có chính kiểu tiến. À, như vậy là cặp đầu tiên đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả mà? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả mọi người khán giả. Em tên là Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1989, quê ở Khánh Hòa. Hay quá. Hay. Hiện nay em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng ở đâu em? Dạ, Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh, rồi. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em tên là Nguyễn Tín Nghiệp, năm nay 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Hiện tại em đang công tác và làm việc ở thành phố Buôn Ma Thuột. Làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh bán thịt heo. Thôi vậy khỏe rồi. Dạ, dạ, dạ. Vậy ăn uống khỏi phải lo rồi. Dạ, dạ. Bán lẻ à, bỏ sỉ? Dạ, em buôn bán, em mua qua bán lại. Bỏ sỉ đó. Bỏ sỉ, bỏ sỉ. Bỏ sỉ đó. Dạ. Chứ không được. Phải đứng bán dạ. Chợ đâu. Không, không phải đứng bán đâu ạ. À, vậy là yêu xa hả? Dạ. Em có ngại yêu xa không em gái? Dạ không, tình yêu vượt biên giới được. Ồ. Em giới thiệu về bản thân mình trước đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là dễ thương, vui vẻ, cao ráo, nấu ăn ngon, biết may vá, nhưng không có đẹp. Kệ, biết là được rồi. Cái tính kiểm soát không được cao. Là sao? Dạ, ví dụ như khi mà em định ra kế hoạch
học bài, em định giải trí 5 phút, em giải trí lần tới sáng. À, tính kiểm soát không cao. Hiểu rồi. Ví dụ là định đi chơi với bạn trai 10 giờ về, chơi cái tới sáng luôn. Dạ không, cái đây thì chưa có. Rồi, bạn trai, em có ưu điểm và khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là không thuốc, không rượu, không cờ bạc. Nói chung có chính kiểu tiến. Còn khuyết điểm của em thì nói chung nhút nhát một chút, nhưng lại không biết ca hát. Dạ, còn mọi cái ổn thế. Em tìm một người yêu của mình như thế nào? Dễ thương, với khuôn mặt dễ nhìn, cao khoảng chừng 1m6. Không có lười biếng là được. Dạ. Không lười biếng? Không lười biếng, nói chung trong cuộc sống thì luôn luôn cố gắng. Dạ. Mong muốn của em là chỉ có thế. Tiêu chí của em chọn bạn trai là như thế nào? Dạ, nói chung là ngoại hình dễ nhìn, sức khỏe tốt. Có, dễ nhìn. Có. Khỏe luôn. Khỏe không? Khỏe, giác nguyên con heo cũng được luôn. Dư sức khỏe. Nói chung là hòa đồng, yêu thương vợ con. Có, cái đó có hết rồi. Dạ. Rất là tốt bụng. Tốt bụng, thương người anh có hết rồi. Thương người nhà thôi, đừng có thương người ngoài là được. Cách chiếc tiến thủ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Là bán thịt heo. Hả? Không thích bạn trai bán thịt heo hả? Là bán cái gì cũng được, bán thịt heo thấy tội nghiệp con heo. Anh đâu có bán đâu, anh bỏ mà. Người ta đi bán không à. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Nhà em có không mối tình ạ. Có không mối tình, xuất sắc. Có không mối tình. Nghe gì chưa? Dạ. Bên đây có không mối tình. Em thì có một mối tình. Chuẩn bị tiến tới và có định ngày. Thì bọn em những cái thủ tục quan trọng trước thì bọn em có ra phường, có đăng ký kết hôn. À, có đăng ký kết hôn. Nhưng chưa tổ chức đám cưới. Chưa đám cưới, rồi bạn luôn. Dạ, dạ. Rồi giờ làm giấy ly dị chưa? Dạ, là chia tay được 1 năm rồi. Dạ. Bây giờ thì hiện giờ em đã độc thân. À, có giấy xác nhận độc thân đúng không? Có, rồi, thì phải hỏi rõ chứ. Giấy độc thân không bao giờ bước lên đây được hết. Rồi, ok, bây giờ nếu được, khi nào mình đám cưới lần nữa? 2018. Là năm sau đúng không? Vâng, năm sau, em sẽ tìm hiểu 1 năm. Lấy nhau về ở đâu? Dạ, thì tùy bạn nữ, nếu mà về Buôn Ma Thuật ở mấy em cũng được. Mà nếu mà bạn nữ yêu cầu phải về chỗ bạn nữ thì em sẽ sắp xếp được. Nếu về chỗ bạn nữ, đàn heo ai lo? Em sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ thay đổi chỗ ở được. Là thay đổi công việc luôn? Vâng, với em thì khả năng thì thành phố nào em cũng sống được. Tốt. Dạ, dạ. Được rồi em, thấy nãy giờ nghe rõ đúng không? Được rồi, dạ. Nhưng mà hỏi anh nè. Dạ. Hỏi kỹ cái chuyện này nữa, tức là vừa đăng ký kết hôn xong mình thỏa thuận là chia tay luôn. Dạ vâng, thì nói chung thì trong cái thời gian chờ đến ngày cưới thì nói chung thì hai bên thì có cái tính cách không có hợp nhau. Thì nhưng mà tại sao lúc trước không tìm hiểu tới giờ mới? Dạ vâng, thì do thời gian tìm hiểu nó cũng hơi ít quá đúng không? Ít quá, nói chung là dạ, do môi giới được giới thiệu thì em út giới thiệu qua. Thời gian tìm hiểu ngắn quá nói chung. Yêu nhau mà có môi giới nữa hả? Không. Đó, em làm mối. Làm mối. Dạ, dạ. Môi giới là bán heo. Dạ. Thôi. Bây giờ đi qua coi bạn bên đây sao nào ha. Ha, chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh ạ. Anh bên đây á, thực chất anh rất là vui vẻ, rất là sôi nổi. Một người dám có thể đương đầu với tất cả mọi nơi, có thể sống được. Tức là một người bản lĩnh đấy. Dạ. Có công việc, anh nói thật xin lỗi chứ, bán heo cũng bình thường thôi mà. Tao nói phi thương bất phú nha em. Dạ, mà bữa sau bán heo có tiền mình đổi sang bán cái gì khác. Thế em muốn bán con gì? Đừng bán cái con vật. Em không thích bán con vật đúng không? Không. Anh có đồng ý rồi thay đổi không? Dạ, nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì anh sẽ thay đổi. Hỏi với anh chi? Hẹn hò với em bên đây. Dạ vâng, nếu em đồng ý hẹn hò với anh thì anh sẽ thay đổi công việc và... Em đồng ý hẹn hò với anh đúng rồi. Trời ơi, ông Mai kỳ quá. Anh sẽ thay đổi công việc rồi. Tưởng nào nói là hẹn hò với anh. Trời ơi. Em không thích gì ở người bạn đời của mình? Đừng có bạo lực. Đúng rồi, đừng không có bạo lực em ơi. Anh không bài bạc, không rượu bia, không thuốc ná. Dạ, vậy khuyết điểm của anh là gì vậy? Hoàn hảo quá ạ. Khuyết điểm của anh thì chỉ không biết ca hát, mới hơi nhút nhát chút. Tạt gái thì vấn đề đó anh hơi yếu chút. Anh lo kinh doanh mà. Vâng, vì nó mải mê về công việc nhiều. Dạ, được. Được ha. Dạ, nhưng sau này đừng bán heo mà được. Không. Nữa, chứ sao vậy không bán heo. Bây giờ em đi có ai người thân đi theo không? Dạ, có một em gái xinh đẹp, một em họ xinh đẹp và 4 người bạn xinh đẹp. Trời ơi. Chào tất cả các chị em phụ nữ xinh đẹp. Dạ, em chào anh Huyền Linh, em chào chị Cát Tường, em là em gái của chị Kim Chi. Rồi, dạ. Chào em. Dạ, chào anh. Em ruột hả em? Dạ. Thấy em gái đẹp không? Dạ, em gái. Em gái này chắc chị gái xinh rồi. Dạ. Em nhận xét đi em. Anh tốt bụng, anh được kinh rồi, doanh thì ok. Rồi. Mình thích. Thấy chưa, kinh doanh ok đấy chưa? Chị em thì cũng không siêng năng lắm nhưng mà suy nghĩ chu toàn cho mọi thứ. Không, anh đồng ý, nếu mà bạn nữ đồng ý hẹn hò với anh thì anh mong muốn là người phụ nữ là bạn đời của anh nói chung chăm chỉ chút, chứ còn không có nhất thiết là phải hoàn toàn là phải siêng năng. Dạ, thì nói chung là yêu đương thì phải chia sẻ.
À, dạ, dạ mong anh chị cố gắng. Thấy xứng đôi không em, được không? Dạ, được, được ha. Nếu mà chị của em cho anh một cơ hội được hẹn hò thì thứ nhất là anh sẽ tôn trọng quý trọng gia đình của em và anh sẽ yêu thương và bao dung cho chị em suốt cuộc đời. Được đấy, chàng trai. Bạn đi với ai? Em đi với hai ông anh con ông bác. Hai ông anh mà nhỏ hơn em ha. Hai ông anh. Dạ vâng, anh nhỏ hơn, anh con ông bác. Em chào anh Quyền Tinh, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào bạn. Anh thấy tình hình cô gái bên kia thế nào? Thấy em gái bên này thì cũng dễ thương, xinh xắn, được. Nói chung là duyệt. Đúng. Có yêu cầu gì nữa không? Mong cho hai em được tổ chức tiến tới thôi. Rồi, duyệt rồi, cảm ơn. Kéo màn lên. Hôm nay tới chương trình thì tặng em bông hoa. Chúc em sẽ mãi luôn tươi đẹp như bông hoa. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hai người hợp lý nghe, bổ sung cho nhau được đấy. Cặp này xứng đôi đó. Rồi mình nói chuyện hẹn hò đi hai bạn. Cảm nhận của anh lúc này về em thì em đẹp. Dạ. Bây giờ em nói thật trong lòng em đi. Dạ. Cô muốn em thay đổi nghề đó, cái này rất quan trọng. Em có định hướng tương lai em sẽ làm gì hay không? Dạ, em có định hướng tương lai em sẽ thay đổi công việc. Vì công việc gì em sẽ thay đổi sang cũng kinh doanh buôn bán, nhưng sang cái lĩnh vực khác, bên phụ tùng ô tô. À, được. Phụ tùng ô tô, được. Dạ. Được không em? Dạ được, không rồi. Có liên quan gì công việc là được. Rồi, vậy là được rồi đó. Chuyện hẹn hò đi, hẹn hò. Vào chuyện tình yêu đi. Dạ. Thì một tháng anh xuống thăm em hai lần được không? Hay là một lần hay phải nhất thiết nhiều lần em? Dạ tùy anh thôi. Công việc của anh thì nói chung thì cũng hơi bận chút, thì anh vẫn sắp xếp anh xuống thăm em được. Dạ, cảm ơn chân tình của anh ạ. Còn suy nghĩ của anh thì nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì khoảng sang năm 2018 thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được. Em có dạ. Đồng ý không? Dạ, cũng trễ hơn dự kiến. Em muốn sớm hơn hả? Em nói anh đi. Được thì mình cuối năm luôn. Không, vì trong năm nay thì chú em của anh thì có lập gia đình, nên đương nhiên là hai anh em phải san ra 2 năm. Dạ, sang năm nữa lúc nào cũng được. Rồi, ừ. Quá sẵn sàng luôn ha. Em cảm nhận anh ấy thế nào? Dạ, dạ tốt. Tốt thôi hả? Ngắn gọn, tốt là quá đầy đủ ý nghĩa rồi. Nếu đồng ý hẹn hò mấy anh mà làm người bạn đời của anh thì em có về buôn mê ở mấy anh được không? Hay là phải xuống Sài Gòn để lập nghiệp cùng em? Dạ được, nếu ở đâu cũng được. Thôi ba cái đi, một cái Băng Thuận, một cái Nha Trang và một cái Sài Gòn. Hả? Cũng được, thì hai anh em mình đều phải cố gắng và nỗ lực. Kinh tại vì Băng Thuận thì cũng gần nhà em, đi lên còn 2 tiếng rưỡi à. Tình hình con cái sao? Con cái thì dời cho. Không sao, ba đứa, được. 1, 2, 3 gì cũng tốt hết cả. Rồi mình tổ chức hẹn hò như thế nào cho nó lãng mạn chút em trai? Dạ, một là em sắp xếp em xuống Sài Gòn để hẹn bạn nữ đi xem phim hoặc cà phê hoặc dẫn bạn nữ đi ăn. Không có thì về Buôn Ma Thuột thì em sẽ dẫn đi những các khu du lịch đi tham quan rồi mình sẽ đi hẹn hò các quán cà phê. Dạ. Rồi em có cũng có dì ruột ở sống ở Buôn Mê. Rồi. Dạ, thế thì họ hàng em cũng có ở đó. À thì họ hàng dạ. Em có Buôn Mê thì sẵn về đó luôn. Nãy giờ em có điều gì muốn nói với anh ấy không? Dạ rất là tốt. Tốt. Chỉ đơn giản ở đây là một đơn từ tốt. Đơn giản vậy thôi đó hả? Giờ tuổi được không em? Dạ xin lỗi anh con gì em cũng không biết. Anh con mèo. Anh con mèo. Anh con mèo tuổi Đinh Mão sinh năm 87. Dạ. Em con gì? Em 89. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ. Được, không 89. Có vấn đề gì. Dạ, được. Mèo vờn rắn của rắn. Mèo vờn rắn. Rắn với mèo. Hai đứa chơi với nhau hợp lắm. Dạ. Thiệt. Dạ vâng. Rồi được luôn, cưới luôn. Dạ. Em có thắc mắc tại sao hồi trước ảnh lập gia đình rồi ảnh lại chia tay không? Thì nói chung nguyên nhân là do cái khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị đến lúc cưới thì nhiều cái tính cách nó bộc lộ ra, hai bên không hợp, quen nhau thời gian nó rất ngắn. Thì lúc đó thì anh với bạn đó thì cùng bằng tuổi, cũng lớn rồi, cha mẹ đều già cả rồi, thì mong muốn thì cũng tiến tới cho ổn định cuộc sống. Dạ tốt. Thì tốt luôn. Tại vì con trai là phải bản lĩnh mới thu hút được. Anh có con chưa? Anh chưa. Anh chưa, chưa có cái gì hết trơn. Chắc chắn 100% bên ngoài cũng không rơi rạc. Không rơi rớt một chút nào hết à. Được không em? Được. Dạ được, tốt. Tốt. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và kiểm tra xem tim mình có rung động thật không các bạn nhé. Bấm nút là chúng ta trao nhau cái duyên. Không phải là ở đây, không phải là lên đây mình nói chuyện mình vui xong mình bấm đâu nha các bạn. Hãy kiểm tra lại một lần nữa. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hợp lý đấy. Rất nhanh lẹ. Một chàng trai rất là phong độ, một em gái rất là dễ thương. Hôn nhau đi hai bạn. Chúng ta có thể phù hợp với nhau.
Nào nụ hôn chiều cao chân xuống. Rất nhanh nhẹn. Phải là như vậy chứ. Bản lĩnh. Bản lĩnh lắm. Em gái rất là dễ thương ha, vui, hài hước. Tốt không? Dạ tốt. Tốt. Đây. Hồi nãy hôn vậy thấy tốt chưa? Hôn nữa không? Dạ thôi, để sau hôn nhân. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, một phần quà dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ. Khi hai bạn sử dụng tại hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ dạ dạ. Vâng, cảm ơn anh chị. Đây là những vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc các bạn xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Tốt ha. Dạ, tốt. Nào, hãy sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Thiết hòa đồng thì nóng tính rồi thi thoảng cũng hơi bề bộn. Em có sở thích tìm hiểu văn hóa các vùng miền Việt Nam. Cái bộ đồ này là một trong số những cái sưu tập đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với phần mai mối và hẹn hò ngày hôm nay. Wow, một anh chàng ngồi nhìn rất là khỏe mạnh ha. Chào anh. Đợi Tường chút xíu nha, Tường ra đưa bạn gái mình vào nha. 3, 2 bước nữa, 4, 5, quẹo trái. Rồi, ngồi xuống ghế. Bây giờ sẽ mở mặt nạ hai bạn ra đi ạ. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ hãy giới thiệu thật lớn, to, rõ ràng cho đối phương có thể nghe được mình. Mời em trai. Chị Cát Tường cũng như ban biên tập chương trình, em tên là Nguyễn Thanh Nguyễn. Hôm nay 34 tuổi. Hiện làm mở tiệm, làm nghề thợ hàng ở nhà, tại gia đình. Tự làm luôn? Dạ. Yeah. Nhà ở đâu? Quê em ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Miền Tây ha. Dạ. Yeah. Bây giờ sống ở đâu? Dạ, sống ở nhà, là nơi địa chỉ em làm luôn là ở nhà. Địa chỉ em ở nhà mà ở nhà ở đâu? Nhà ở 11/10 Học Lạc, phường 8, thành phố Mỹ Tho. À, ở Mỹ Tho hả? Mỹ Tho chị. À, Mỹ Tho. Là mình đang sống với ai? Sống với ba mẹ, với đứa em trai nữa hả? Rồi làm cái thợ hàng gì đó là làm với ai? Làm với đứa em. Rồi là ai, là hai anh em, ai làm chủ ai? Hai anh em thì nhà hai người nhận công trình thì chia nhau làm, chứ không ai làm chủ ai. Không ai làm chủ ai hết, tự làm kinh doanh ở nhà. Ủa, nãy nói năm nay nhiêu, 33 hả? 34 chị. 34 tuổi, rồi còn em? Em chào chị Cát Tường, chào anh. Em tên là Bích Hồng, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện nay em đang làm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nói lớn lên xíu nè cho anh Nguyễn anh nghe nè, tên Hồng phải không? Dạ, em tên Bích Hồng. Là sinh năm nhiêu? Dạ, em sinh năm 1986. 86, dạ. Bên đây là 85. Dạ. Rồi, vào Nam lâu chưa? Dạ, em vào 15 năm rồi. 15 năm, hiện nay là Hồng đang làm công việc gì? Dạ, em làm công việc văn phòng. Văn phòng, công ty gì? Dạ, công ty truyền thông. À, làm công ty truyền thông, là chuyện làm bên báo chí đồ hả em? Dạ. Sau đó giờ không thấy phỏng vấn viết bài gì cho chị hết vậy? Dạ, chắc sau dịp này. Mình hiện tại mình đang sống với ai trong này? Em sống với em họ. Em họ. Em đi Mỹ Tho lần nào chưa? Dạ, em có. Thật ra Mỹ Tho cũng gần, là bây giờ đi hết cao tốc là tới phải không? Thì đây tiếng gửi. Tiếng gửi, tiếng gửi về bao lâu lên thăm bạn gái được lần nếu mà quen nhau? Thời gian dành cho bạn gái thì rất là nhiều. Rất là nhiều. Chạy lên Sài Gòn là bao lâu lên được lần? Có bạn gái trên đây thì sắp xếp từng đi lần. Từng đi lần, lần đi từng. Cái đó thì hên xui. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thích chơi thể thao, em thích đi du lịch, nghe nhạc. Rồi em cũng thích làm những công việc thiện nguyện cộng đồng. Còn điểm mạnh của em thì em khá là thân thiết, hòa đồng. Điểm xấu thì chắc là hay nóng tính. Nóng tính. Rồi thi thoảng cũng hơi bề bộn chút. Mà nãy em nói quê em đâu? Là em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa là sao, liên quan gì tới bộ đồ này? Đâu phải dân miền Tây. Em có sở thích là tìm hiểu văn hóa các vùng miền Việt Nam. Để qua cái quá trình đó thì em cũng có sưu tập một số bộ đồ liên quan đến các dân tộc ở trong đất nước Việt Nam. Thì cái bộ đồ này là một trong số những cái sưu tập đó. Tôi nghi bữa nay có điềm. Tại sao không bận ở những cái miền khác? Tại sao hôm nay lại chọn cái đúng bộ đồ này? Mà bộ đồ này là cái nét đặc trưng của dân miền Tây. Em biết ta mặc gì không? Áo màu ba. Đó. Là biết bữa nay gặp em rồi, dân Mỹ Tho rồi, đúng không? Như là hôm nay là có duyên với nhau rồi đó. Bây giờ bên đây, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Điểm mạnh thì em cũng hòa đồng, hay nói nhiều, tính tình thì cũng vui vẻ. Còn điểm yếu là cũng lo xa, mà hay cũng tự ái cao. Đôi khi nó có nói trong chuyện tình cảm thì có nhiều cái là cũng thờ ơ với bạn, với người khác phái.
Nhưng mà cũng nhiều lần thì sau lâu ngày thì cũng rút kinh nghiệm ha. Vậy thì tình trường sao, trải qua mấy mối tình rồi? Thì em trải qua cũng nhiều mối tình. Nhiều là mấy? Đếm hết nổi không? Ngón tay, ngón chân đếm đủ không? 15 cho tới 20. 15 cho tới 20. Trời ơi, thiệt tình dễ sợ luôn. Được, thanh niên, nam nhi chi chí, có sao nói vậy. Mà mối tình sâu đậm nhất á, là được mấy mối, mối nào? Sâu đậm nhất là chỉ có khoảng 2 mối tình, mối tình đầu. Với mối tình sau khi đi bộ đội giấc ngủ về. Có đi bộ đội nữa? À có. À, khỏe ha, mà sao đi bộ đội về để phát tướng vậy? Thì vô môi trường quân đội ăn uống đầy đủ, rồi thể dục thể thao đầy đủ rồi mới phát tướng. À vậy á hả? Rồi cái mối tình thứ hai đó là sao chia tay? Mối tình thứ hai đó là do bị bạn gái cắm sừng nên mới chia tay. Cắm sừng chia tay vui quá mập luôn. Quen bao lâu mà bị cắm sừng? À, cũng khoảng 1 năm. Rồi sao mình phát hiện ra? Thì vô tình trong một cái bữa tiệc đi sinh nhật của bạn, một đứa bạn chơi chung, người trai kia lại rước bạn nó đi. Ủa là sao? Có nghĩa là trong một cái tiệc sinh nhật của một người bạn chung của hai đứa. Thì thời điểm đó lúc mà ăn uống nhậu xỉn rồi, xỉn say rồi, cái người đó mới lại, cái thằng bạn trai của người bạn gái mình nó mới lại rước người đó đi. Mà đi luôn? Đi không luôn. Không để rút mặt, không để mũi gì hết trơn. Thì đó là cái, thì cảm thấy lúc đó là cái sừng nó mọc nó hơi dài dài xíu nên rút lui. Chắc bên kia đang ghen tuông gì đó, tới nơi rước đi luôn đúng không? Cái đó thì không biết. Rồi nhưng mà sau lần đó có gặp nhau đối chất hay nói chuyện gì nữa không hay là? Là sau lần đó là âm thầm lặng lẽ rút lui. Là hiểu luôn đó, cái bữa đó bị rước đi là hiểu luôn á. Cũng buồn khoảng thời gian cũng tháng hay tháng rồi cũng từ từ cũng vui ngoài. Rồi sau đó quen một người cũng chung, bạn gái cũng chung trường nữa. Rồi cũng, sao nữa, bị gì nữa? Cũng thì lúc đó người đó thì bên nào nội người đó kêu về lấy chồng. À, có mối tình nào gây cấn nữa không? Có những sự kiện gì éo le nữa không? Sau khoảng thời gian nó cũng có quen nữa. Rồi có những... Bị cắm sừng nào nữa không? Không có bị cắm sừng nữa mà kỳ này bị đàn áp. Bị đàn áp là sao em? Trời ơi, em là bị đàn áp. Giống như là đòi hỏi buộc là phải giờ là đưa em vô hoàn cảnh là bây giờ để cho có con được hai đứa đứng đến đám cưới. Không hiểu người đó yêu em quá hay sao? Cái đó là có thể là quá yêu hay sao đó thì không biết. Lúc đó là mình đàn ông, mình bị vô cái thế bị động làm sao yêu lại được chị. À như là chứ mới quen chưa gì trơn là cứ ép cưới không à? Thì bây giờ là muốn đạt được mục đích mà để cho dẫn đến có thai mà đợi đến cưới luôn. À mà em không chịu luôn, em từ chối luôn. Trời ơi em men quá, em từ chối luôn. À, từ tại dân hiến mà em từ chối luôn. Thì lúc đó thì cũng mới 24, 25 tuổi thôi, mới ra trường mới học nghề được 1-2 năm. Chưa có ổn định mà bây giờ ràng buộc vô cái thế đó là sao được. Rồi bây giờ ổn định chưa? Sau 10 năm thì nó đã ổn định rồi. Rồi bây giờ muốn cưới chưa? Bây giờ thì ví dụ như quen bạn gái thì xác định chỉ có cưới thôi chứ giờ đâu còn như à, cái mối tình mà mối tình gần nhất đây nè mà chia tay rồi lên đây ngồi đây là bao lâu rồi? Khoảng 7 năm. 7 năm? Ủa sao hồi trước đó quen gì mấy chục người nhiều mà sao 7 năm nay không quen ai vậy? Thì giờ tới vô công việc, vô cái nguồn công việc rồi không có quen nữa. 7 năm nay không buồn hả? Cũng đi chơi với bạn với bè rồi đó, có những đứa bạn thân thì gửi đi chơi với tụi nó thôi. Thề đi. Chỉ yêu thầm thôi chứ không quen. Yêu thầm hả? Mắc mới gì yêu thầm mà không khai thì à? Thích thì thôi. Giờ cái kinh nghiệm gù gái nó bị lục rồi. À, gù gái bị lục rồi giờ đi mài lại đi nha. Rồi còn em sao em? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình. Cũng cảm thấy là quan điểm nó không hợp nhau nên là không tiến tới tương lai. Mối tình mà mới chia tay đây là cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng tính bằng nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi, mình quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu thì chắc khoảng 5-6 năm từ thời học sinh kiểu lâu sinh viên. Còn mối tình thứ hai? Sau đó thì cũng được gần 2 năm. Mấy năm nay tại sao không quen được ai? Lười quen rồi cũng lo công chuyện xong rồi nó thời gian trôi nhanh quá mình cũng có lục nghề yêu giống như anh này không? Tính học câu đó chị. À lục nghề. À, bây giờ thôi cố gắng mài lại, hai bên ráng mài lại nha. Thế bây giờ nếu em tìm được một người vừa ý thì em nghĩ bao lâu em sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ chắc là sớm qua năm chị. Hoặc là qua năm kịp không? Ừ, đừng có nói tay gài nha, cái này em muốn, bây giờ em muốn bao lâu tiếp em đâu có nói. Bây giờ là tới giai đoạn này là toàn là tự nguyện em hết, bị gài rồi. Bị gài rồi, nhưng mà mình đã sẵn sàng tâm lý để đám cưới chưa? Đã sẵn sàng. Rồi ok, mình mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Hiểu chuyện. Về ngoại hình? Ngoại hình thì sao cũng được. Sao cũng được, mình cũng có điều kiện, mình cũng đẹp trai, cũng ông chủ đồ. Sao cũng được là sao? Dạ anh muốn cao thấp nhiêu, mập ốm sao, mắt mũi tóc tai đồ sao? Thấp hơn em chút là được. Rồi. Chứ em cũng không đòi hỏi mà phải cao quá. Mà cũng phải đẹp, không đòi hỏi là phải đẹp quá. Rồi, thích bạn gái tính cách như thế nào? Hơi khó khăn, hơi dữ một chút. Tại vì thứ nhất,
giữ là sẽ được, mình sợ là mình sẽ giữ được mình sau này. À, kinh nghiệm tình trường mấy chục mối tình mới kinh nghiệm được nhiêu đó đó. Khi mà gái giữ sao em nhắm em có giữ nổi không? Dạ, cũng có lúc em giữ. Giữ phải không? Dạ. Ừ, chị thấy cũng được, có vẻ trị được đó. Thế còn em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Dạ, em thích một người gọi là có bản lĩnh trong cuộc sống. Man một chút. Cả về gọi là ý chí lẫn thể lực. Một người mạnh khỏe về thể chất và mạnh khỏe về tinh thần. Có đem hình theo không? Thử cảm giác đầu tiên hai người coi có nhận ra nhau giữa dòng đời xô đẩy đi không nha. Trời đất ơi, có cổ chồng á, gán kiếm đi. Trời ơi, hình mà cũng con gái không ha. Gán coi đi em, cái hình mà con gái còn nhiều hơn con trai nữa. Ráng banh banh ra rồi kiếm ảnh đi, ảnh nó trống luôn đó. Một anh, hai anh, ba anh, có bốn anh chứ nhiều. Bốn anh, năm cô, rồi kiếm đi. Có đặc điểm gì cho gợi ý cho người ta một cái một nhẹ nhẹ sương sương nè. Mặt tròn. Mặt tròn dạ. Hết, được rồi, không có mượn nhiều. Bên đây, tìm thấy cổ chưa? Ai? Đây. Ủa sao chọn cái cô nhắm mắt nhắm mũi vậy? Thì suy nghĩ thôi chứ đâu biết được. Bao nhiêu cô mở mắt đẹp không chịu chọn, chọn cô nhắm mắt là thích cô đó phải không? Cổ phải không? Hồi tôi gả cổ nha. Rồi giữ nguyên hiện trường. Bây giờ mời hai bạn chúng ta sẽ xem, kiểm tra sau cái bài test đầu tiên, cảm nhận đầu tiên sau mấy phút nói chuyện, mình có lựa chọn đúng người tình trong mộng của mình không nha quý vị. 1, 2, 3. Anh chào, chào anh. Anh có món quà anh gửi tặng cho em. Anh không biết mua cái gì. Tặng em. Trời, tặng gì mà ấp ấp úng vậy? Em gửi tặng anh món quà này. Em một ly cà phê và một cái cây này em trồng. Ủa sao anh tặng một, em tặng hai, nhiều quá anh mua ngại. Em cũng biết ngại nữa hả? Ly uống cà phê nè, có muỗng nè, có ly đàng hoàng nè, có cây em trồng nữa nha. Biết trồng cây không? Để đi bộ đội mà chị. Ờ, vậy về tăng sức nè, chiên ngon. Về chăm bón nha. Rồi coi quà anh tặng quà gì với em? Trái tim anh giấu. Phải không? Wow. Tại sao tặng đồng hồ có ý nghĩa gì không? Tặng em cái đồng hồ là tặng em thời gian. À, là ảnh ý anh rảnh lắm đó cưng. Nha, bất cứ lúc nào em cần gọi ổng là ổng xuất hiện. Chọn em cái tấm hình nhắm mắt nhắm mũi á. Cổ đâu, cổ là ai, chỉ vô lại coi. Ừ, vậy. À, rồi sao tự nhiên rồi chọn cái cô nhắm mắt. Đâu có biết đâu, thì đã linh cảm mà. Cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên khi gặp nhau thì em cảm nhận như thế nào? Cũng hơi run. Sau 7 năm trời mới biết cảm giác run. Có run là mừng rồi. Khi nhìn thấy cô ấy thì em có suy nghĩ gì, có cảm xúc như thế nào? Bạn gái đối diện rất là xinh đẹp. Có nét gì dữ dằn gì không? Dữ thì chắc phải tiếp xúc lâu ngày mới biết, chứ bây giờ không lẽ mới lần đầu tiên gặp mà dữ liền thì không có. Thấy cô bận bộ bà ba đẹp không? Đẹp. Thấy có duyên không? Có duyên. Biết em dân Mỹ Tho bận bộ bà ba. Rồi, thế còn em, sau khi mà cánh cửa trái tim mở ra thì em cảm nhận. Em chọn hình này đúng. Em chọn là đúng rồi. Thì em có cảm nhận gì khi mà cánh cửa này mở ra? Em cũng thấy rung. Rung luôn, vậy là bắt đầu mài cái bộ ổn ổn rồi đó nha. Mài cảm xúc. Gì nữa? Nhìn thấy ảnh như thế nào? Có một cái nhận xét gì với ảnh coi? À, anh có nụ cười rất là tươi. Khuôn mặt trông cũng rất là thân thiện và hiền. Sao ta khen mình tươi tươi lên chứ mình gục xuống vậy cưng? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ thù gục xuống thấy cái bụng nó xệ quá kìa. Lo tập thể dục đi nha, mới còn trẻ nha, bụng mở rồi nha. Bây giờ Dì Tường sẽ cho hai bạn 5 phút để trò chuyện riêng với nhau nha. Dì Tường sẽ ra ngoài, 5 phút sau Dì Tường quay trở lại, được không? Để thôi tôi ngồi đây ổng mắc cỡ. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái Bảy và chúng ta cùng nhau trò chuyện và có một buổi ăn trưa cùng với nhau. Xin mời hai bạn thưởng thức món gỏi cá trê chiên xù. Đây là cá trê mình hấp chín nha, mình nhào chung với bột, mình chiên xù lên, từng miếng thịt được chiên giòn dàn rụm luôn, ăn kèm với sốt xoài đặc trưng của Thái Lan. Vừa thưởng thức món ăn vừa tâm sự với nhau, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Chị Tường đi kiếm đồ ăn đây. Cảm ơn chị. Trong đồ ăn anh có kiêng món gì không? Em thì dễ, chỉ có kỳ ăn đắng thôi. Phải là rau đắng anh không ăn được à? Không. Anh có thích uống rượu không? Có, nhưng mà đi làm đa số đi công trình ít uống. Lâu lâu thì hợp mặt với bạn bè mới uống một hai ly. Quan điểm về cuộc sống của anh như thế nào ạ? Còn trẻ cứ phấn đấu, gây dựng từ từ. Tới một ngày nào đó thì lúc mà mình già là mình sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái khoảnh khắc mình sẽ nhớ. Như là giờ mình còn trẻ, mình có sức, mình cứ làm. Nãy em nghe thấy anh chia sẻ nói là cũng quen rất là nhiều người bạn gái đúng không? Mười mấy người lận mà sao anh không có lựa chọn được ai là lý do như thế nào?
có thể là cái khi là cái duyên cái nợ anh tôi chưa tới là một phần rồi, thời điểm đó lúc mà 24-25 tuổi, tuổi đó còn mới ra nghề nghiệp thì nó chưa ổn định, rồi quen chỉ là quen do là có với bạn bè thôi chứ chưa có suy nghĩ là phải lập gia đình. Lúc đó nội anh có kêu anh lấy vợ, là năm anh vừa đi bộ đội về luôn á, mà anh không có quyết định lấy, tại vì nói với nội là nghề nghiệp con chưa ổn định, con lấy vợ về thì con sẽ làm gì cho vợ, nuôi vợ con được. Anh Nguyên thích đi du lịch nhiều không ạ? Anh đi nhiều chưa? Anh thì cũng do công việc, nhiều khi anh đi đó hoài, nhưng mà số đi du lịch thì ít. Có thể là sau này nếu mà anh với em có cái gì đó nữa thì chắc có thể là em phải dẫn anh đi, chứ đó giờ anh chỉ đi hồi nhỏ tới lớn là chỉ có đi Đà Lạt rồi Vũng Tàu là hết, ít đi đây đi đó. Anh mong muốn cuộc sống gia đình của mình sau này như thế nào? Chỉ cả gần người vợ hiểu anh là được. Tại vì đôi khi cuộc sống này rất là nhiều cái áp lực. Anh thì anh không có hứa gì nhiều. Giờ anh sau này thì anh những cái vấn đề mà nhỏ những gì là anh không bao giờ làm, giờ anh buồn là một. Rồi những cái chuyện mà nhỏ nhặt trong gia đình, thí dụ như là tề gia nội trợ thì anh có thể phụ cho anh được rất là nhiều. Như em nói em làm việc văn phòng á, cái đó thì tương lai không biết nói sao, nhưng mà ví dụ như giờ cái vấn đề mà đưa con, rước con đi học, anh là người thời gian rảnh rất là nhiều, anh sắp xếp được, anh đưa cho con được. Sao cá trê chấm xoài ngon không? Dạ ngon chứ. Tôi cũng vừa vô quất được một miếng rồi đó. Thấy bạn có nét gì dữ dằn chưa? Nhắm có thể nào quản thúc được em không? Nhiều khi về mà ấy khỏi cần giữ thì mình cũng sợ, cần gì phải giữ mới sợ. Nhiều khi mình thương là mình sợ. Mà Nhắm có tiềm năng không? Có tiềm năng thương không? Cái đó là giờ chỉ có nói thật lòng là thời gian trả lời thôi, chứ bây giờ nói hiện tại bây giờ thì nó quá là dễ. Đúng rồi, nhưng mà mình chỉ nói là tiềm năng, có nghĩa là mình nhìn cái đối tượng mình thấy có tiềm năng khai thác không. Vậy em dân đầu tư em nhìn cái này có tiềm năng, cái này không có tiềm năng, đúng không? Thấy có tiềm năng không? Có tiềm năng. Có tiềm năng ha. Đầu tư có lãi không? Rồi em quan điểm như thế nào về hôn nhân gia đình? Hôn nhân thì cần có nhiều trách nhiệm, ngoài cái tình yêu thương ra thì phải có trách nhiệm cao và có cái sự chia sẻ lẫn nhau. Tức là em nghĩ là cần phải đối thoại. Khi nào còn đối thoại thì chắc là còn sẽ tiếp tục chia sẻ được. Nó hồi nhìn nhau mà không muốn nói gì, hoặc không muốn nhìn, không muốn mở miệng luôn là hiểu vấn đề rồi ha. Có chuyện gì có đi á thì cũng nhớ nói với thằng em chị một tiếng nha. Đừng lẳng lặng kêu anh khác tới rước đi về tụ nghiệp nó lắm nha. Có khi nào lịch sử lặp lại lần hai không em? Giờ thì chắc bị gắm sừng chắc cũng hơi bị hiếm. Mà giờ hiểu rồi. Ví dụ một câu nữa nè, ví dụ như bây giờ là giờ là muốn lấy vợ rồi phải không? Rồi ví dụ giờ mình quen cô nào đó mà giờ đó giống như cái tình trạng 10 năm trước đó, cô ép cưới cũng muốn gài đồ này kia vậy đó, là cho cô gài không? Thời điểm này là kinh tế ổn định, tinh thần thoải mái là chỉ cưới thôi chứ có gì đâu giờ. Mà rủi như gài cũng phải người mình thích mới cho gài chứ không vậy đâu có được. Giờ nhà qua năm đám cưới được chưa? Được, nếu mà bên đàn gái chịu thì bước qua. Gì ai chịu ai bước qua? Thì nếu mà bên bằng đàn gái chịu thì em mới bước qua. Xin mời hai bạn bốc thăm mỗi người một lá, đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Trời ơi, ổng chọn Cẩm Hường. Đọc lớn lên. Bạn hãy thể hiện tài năng vũ đạo của mình lên trên nền giọng hát của bạn gái. Em biết múa. Mày không biết múa người ta mới yêu cầu. Giờ bạn gái hát bài gì rồi nói đi, dễ dễ cho bạn trai bạn múa theo minh họa. Em đứng lên trước đây nè, sân khấu này là của em nè. Bạn gái hát bài gì? Em hát bài Chiếc Áo Bà Ba luôn. Rồi, trời ơi, Chiếc Áo Bà Ba trúng nghề của em luôn. Em đứng ở đây em, dân miền Tây nha. Tràng pháo tay cho đôi, gọi là đôi bạn trình diễn. Một tiết mục hát múa minh họa Chiếc Áo Bà Ba. Xin mời hai bạn. Anh sẵn sàng chưa? Em cứ hát đi, anh đi theo. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm. Ở dưới miền Tây chèo xuồng nha. Tầm con xuồng bé nhỏ mong manh. Non lá đội nghiêng tóc dài em khẽ gọi. Người thương ơi em vẫn đợi chờ. Ôi, thế anh múa con nữa. Anh mới múa cái nón là thấy được cứng ngắc nữa. Sao múa rồi sao lòi giới tính đâu quá vậy? Thì bởi vậy múa cái nón vậy thấy cứng ngắc rồi. Em làm lại cái nón rồi, nón lá đội nghiêng rồi. Thấy lòi bóng ra quá vậy cha. Thì ổn bởi... không? Mà ổn không vậy cái đó bộc phát ra vậy? Thì bởi vậy cái đó bây giờ mình cứng rồi mình múa cái nón mới thấy bất cảm mới cứng người. Mà giới tính ổn định không? Có gàng mà chị. Có gàng luôn hả? Chắc không vậy? Tự nhiên trong vô thức mà cái non lá cái tự nhiên tôi thấy lòi ra nguyên con luôn vậy. Có nào yêu mấy chục mối tình giờ chuyển hệ không? Hả? Chắc không? Chắc cũng. Chắc
cứu thì về chỗ em tin tưởng được không em? Em tự khám phá đi nha, chị không biết đâu nha. Rồi ảnh chọn cái màu đỏ vàng rồi còn em màu xanh đó, đọc lớn lên đi. Anh có thể kể ra ba điều điên rồ nhất mà anh đã từng làm được không? Điên rồ nhất? Dạ. Ở đây không có nói gì xạo đâu nha, đây là chương trình nói thật không đó. Ba cái điều gì mình cảm thấy là điên nhất mà không thể nào bình thường không ai làm mà tự nhiên lúc đó mình lại dám làm. Chuyện đó bình thường là mình không làm nhưng mà lúc đó mình sung trong người hay là mình bốc đồng lên hay là mình vui quá hay có mình thể, buồn nếu quá mà mình làm là cái chuyện mà bình thường mình không làm. Mà hồi bình thường không làm mà lúc đó làm là chỉ có lần đầu tiên đi nhậu thôi. Lần đầu tiên đi nhậu thì sao? Là lần đầu tiên là có thể trong cơ thể em lúc đó là trong người là 3 lít rượu. Uống 3 lít rượu á hả? Uống 3 lít rượu là có thể điểm lần đầu tiên đi nhậu, biết nhậu á. Lần đầu tiên uống một ly rượu là... Mà uống 3 lít? 3 lít. Lần đầu tiên uống rượu uống 3 lít. Rồi ngủ 3 ngày. Ủa mà tự nhiên ai kích em mà em bị gì á? Lúc đó nhậu mà lúc mà nó lần đầu tiên biết uống mà thấy uống rất là đơn giản, rất là nhẹ. Quất. Thì sao? Ngủ 3 ngày. Ngủ 3 ngày. Không đi cấp cứu là mai rồi đó, nhiều khi phải đi xúc ruột luôn á. Đó là điên chứ còn gì nữa, đó là quá đó, điên luôn. Mà đó chỉ là lần đầu tiên khi em biết nhậu uống rượu thôi. Thôi đó là cũng là một cái trò chơi vui để hai bạn hiểu nhau hơn ha. Bây giờ 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Nhìn thẳng vào nhau. Hồi nãy mở cánh cửa ra mình sẽ nói những câu đầu tiên rồi. Sau khi mình trò chuyện với nhau nãy giờ, giờ hai bạn hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại lúc này, trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn nhìn thẳng vào nhau trước đi ạ. Em cũng muốn cảm ơn chương trình rất nhiều, tạo em một cái mối, một cái cơ hội để em nói ra hết những cái điều mà chắc có thể là qua 7 năm trời nay chưa nói. Nếu mà chúng mình có bước xa hơn một chút xíu nữa thì chuyện em cứ lo, thế giới để anh lo. Ghê. Tôi tin, mặc dù cười cười mà tôi tin. Tôi nói rồi, đoạn đường hơi xa đó nha, phải điều đặn lên thăm nom nha. À. Được không? Được. Rồi còn em muốn nói gì không? Dạ em cũng muốn cảm ơn chị Cát Tường và chương trình. Cũng là cái cơ hội để em được được nói ra điều lâu nay cũng rất là khó chia sẻ. Và cũng có cơ hội gặp một người bạn mới. Và em nghĩ là chắc là cần thời gian thì hôm nay 30 phút cũng chưa thể đủ để hiểu được nhau. Và nếu thực sự mà có cái sự đồng cảm thì em cũng là một người may mắn có cái cơ hội để tìm được cái người bạn mà em nghĩ là chặng đường rất là dài. Em cũng muốn người bạn của mình cũng có cái thái độ đó đối với cái mối quan hệ chứ không phải là chỉ quen biết. Nên là em cũng cảm ơn anh đã có cái duyên để gặp hôm nay. Rồi cảm ơn hai bạn. Những lời chia sẻ rất là chân thành nha. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta cũng phải đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Khi chúng ta bấm nút có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu, yêu đương để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là cái nút bấm để mà tìm bạn, mà đây là nút bấm tìm người yêu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy ngón tay ra. Nhắm mắt lại đây hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Cái gì vậy? Bấm hay là không bấm mà sao giật giật vậy? Rồi. Trời ơi, đó, một cái thôi, vô lại. Mời qua đây. Thế bây giờ để chứng minh cho mọi người thấy đây là cái nút bấm tình yêu chứ không phải nút bấm bạn bè. Mời hai bạn nắm tay nhau. Linh cảm chị Tường hôm nay rất đẹp luôn ha. Của bà ba đi về miền Tây. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Không xin phép luôn, người miền Tây thật thà dữ vậy. Thường thường người ta phải anh hôn em nha hay là gì đó. Xin phép lại đi trời. Yeah, em cho phép anh được hôn em một cái nha. Em tóc được không ạ? Sao cũng được. Rồi. Đầu này có gọi chưa? Có, thơm lắm. Thơm không? Thơm lắm ha. Từ nay nó sẽ là của em. Cố gắng gìn giữ chăm sóc y như là chăm sóc cái cây hồi nãy bạn gái tặng vậy đó. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Chúc mừng hai bạn. Gửi tặng hai bạn đây là chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Trước khi đi về Mỹ Tho đi coi phim với bạn gái trước đi rồi về nha. Chứ cơ hội lâu lâu mới lên Sài Gòn một lần. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, hôm nay rất vui ạ. Một cặp đôi ngay từ đầu thì tôi đã có cảm giác hai bạn này sẽ là
cùng nắm tay nhau. Và cuối cùng là cái dự đoán đó cũng đúng ha. Chắc mọi người đang theo dõi chương trình cũng thấy rất là thú vị. Và chúng ta cùng nhau chúc mừng cho hai bạn này. Và hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn nha. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Các từ xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới. Giờ phát sóng rất quen thuộc của chúng ta đó chính là 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ chào đón sự xuất hiện tại sân khấu này của hai chàng trai trong chương trình ngày hôm nay nhé. Xin mời. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp. Oh, xinh quá xinh luôn á. Hai cô gái thật sự là xinh xắn. Rồi, bây giờ thì thôi chị sẽ hỏi là chàng trai ngồi ghế màu xanh trước. Em tên là gì nè? Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Tường. Dạ, chào anh Đạt. Dạ, chào hai bạn gái bên kia. Cùng với lại khán giả đang xem chương trình. Rồi. Dạ, em tên là Quang, năm nay 34 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì Quang cưng? Dạ, Nguyễn Vinh Quang. Nguyễn Vinh Quang. Dạ, nghe cái tên là thấy Vinh Quang rồi ha. Dạ, thấy ngon lành rồi ha. Em đang làm công việc gì Quang? Công việc hiện tại của em thì đang là kỹ thuật viên bảo trì và vận hành tuyến mạng. Quê của mình ở đâu Quang? Dạ, thì em ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, hiện tại rồi. Mình đang ở nhà với ba mẹ hay là mình ở ngoài? Dạ đúng rồi, em ở sinh sống với lại ba mẹ cùng với em gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Quang? Điểm mạnh của em thì có thể là mình vui vẻ, hòa đồng và hay tiếp xúc với mọi người nhiều. Tại vì công việc của em do công việc đó nên trao đổi với là kỹ thuật viên đó, nhiều tiếp xúc với nhiều. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì có thể là hơi thụ động xíu, hơi thụ động với lại bạn gái. Chỉ là chủ động với máy móc với công nghệ thôi phải không? Với bạn gái hơi rụt rè phải không? Nhưng mà cái đó là yếu điểm đó, đúng rồi đó, mình biết mình phải khắc phục. Em sẽ cố gắng khắc phục. Cố lên nha. Rồi hôm nay chị Tường cũng sẽ cố gắng mai mối cho em thành công. Cảm ơn chị. Rồi cảm ơn Quang. Đó là anh chàng ở ghế màu xanh. Ghế màu xanh mà nãy giờ bạn ngồi ghế màu đỏ nghe rất kỹ. Bạn nữ ghế màu xanh em giới thiệu cho mình đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Phan Dương Yến Ngọc, năm nay em 30 tuổi. Yến Ngọc. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online và em đang theo học khóa huấn luyện viên yoga. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long. Dạ hiện tại em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Rồi điểm mạnh điểm yếu em nè. Dạ điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ tính nữa. Em cũng biết nấu ăn nhưng mà không có ngon lắm thôi. Còn điểm yếu của em á là em hay quên. Khi mà cái người nào mà em thân thiết rồi á, em sẽ hơi kiểu mà nhõng nhẽo. Với lại là em không có giỏi giao tiếp. Không giỏi giao tiếp nhưng mà hoạt bát. Nãy giờ em thấy em nói chuyện cũng tự tin mà, biết sao tự tin là được. Không gì hết. Rồi bây giờ tới vì bạn trai ghế đỏ nha, nói lớn lên nha cưng. Rồi em tên là gì? Dạ, xin chào hai MC và hai bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Wow, giống... họ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thông. Giống MC Truyền Thanh quá vậy. Bữa nay hai giọng MC Truyền Thanh quá vậy. Đến từ Nghệ An ạ. Dạ, hiện tại là em đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Wow, là làm công tác gì trong em bên đội an ninh ạ. Và hiện tại thì em đang hợp tác và làm việc ở một công ty bất động sản bên ngoài, phân phối sản phẩm bất động sản nữa ạ. Bây giờ thì mình tự nhận xét bản thân là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, thích nấu ăn và chơi thể thao. Chơi môn gì? Chơi bóng đá, rồi cầu lông, tennis. Còn điểm yếu thì về cái mặt tình cảm thì em hơi rụt rè về cái tình cảm ạ. Trời ơi, hai bạn trai bạn nào cũng rụt rè, không chủ động thì sao được. Dạ. Hèn chi bởi vậy chứ nếu không rụt rè đâu có nhờ tới Cát Tường đâu có lên chương trình đúng không em? Dạ, dạ. Nhưng mà biết vậy nhưng mà cũng phải cố gắng cải thiện nha. Dạ. Rồi, đó là những thông tin của bạn Thông ngồi ở ghế đỏ. Rồi, xin mời cô gái ghế đỏ bên kia. Thì lời đầu tiên cho em chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường với lại hai anh đang ngồi phía dưới và toàn thể mọi người đang xem qua màn ảnh. Em tên là Kim Hoa, năm nay em 26 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, còn quê của em là ở Khánh Hòa. Công việc em là gì? Dạ, em đang làm trợ lý cho công ty thuốc đông y, thì ngoài ra em cũng có làm thêm cái việc phụ nữa. Việc phụ gì? Em
review những cái sản phẩm á anh. À. Em up lên kênh Facebook của mình á. Rồi điểm mạnh điểm yếu em? Dạ thì điểm mạnh của em là em cũng biết nấu ăn. Nói chung là em luôn coi gia đình là số 1. Nói chung là cái gì cũng phải là gia đình em trước hết. Và cái thứ hai nữa là em độc lập từ nhỏ. Lúc ở nhà đi học thì ví dụ như hè là em vẫn hay đi làm thêm ở dưới Nha Trang á, thành phố Nha Trang á. Còn khi mà vào Sài Gòn á, năm 2015 thì em vừa học mà vừa đi làm á, là em đã lo từ đó rồi, là từ đó là em không bao giờ em lấy tiền bố mẹ. À, em đã có tính tự lập từ hồi nhỏ rồi đúng không? Còn cái điểm yếu của em á, thì em không biết ở đây có ai giống như em hay không. Đâu? Chứ em có một cái điểm xấu cực kỳ luôn là em thức khuya cực kỳ luôn. Thậm chí là hồi sáng nay em thức tới 3-4 giờ sáng. Cái đó là cái điểm yếu. Suy nghĩ về cái gì mà em không ngủ được? Không. Hay là tại em, vì thói quen? Bây giờ em cũng đơn giản, em cũng bình thường, em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà em lại có cái tật là em lướt Shopee. À, lựa đồ. Coi đồ gì thích hợp thì cứ mua. Không, em không mua. Em cho vô cái giỏ hàng á anh, là nó đầy hết luôn. Em không mua, em chỉ vô Shopee và em lựa thôi, chứ em không có mua. Một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng? Em thường ngủ, nói chung là đêm thì em thức tới 1-2 giờ sáng. 12 giờ đêm, 1 giờ sáng là em vẫn còn ăn luôn. Ăn luôn, ăn đêm luôn. Ăn đêm luôn rồi sao giữ được cái body hay quá vậy? Em ăn nhiều lắm nhưng mà em không hiểu sao em không mập nổi luôn. Cái mục tiêu vấn đề là sáng mấy giờ em thức dậy? Dạ sáng thì nếu như có công việc á chị thì tầm 8-9 giờ. Còn nếu như không có công việc mà ngày nghỉ á thì em ngủ đến khi nào em muốn dậy thì em dậy thôi. Em trai mình ghế màu xanh, tình yêu mấy mối tình rồi cưng? Thì em thì chỉ có một mối tình là tình đầu thôi. Tình đầu luôn, tình đầu là tình cuối luôn. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Chia tay thì chắc cũng khoảng cách đây 7-8 năm rồi. Trời ơi con tim nó giá lạnh 7-8 năm rồi. Cái mối tình đó là quen được bao lâu? Em quen bằng đó thì tầm khoảng 5-6 năm rồi. Nhưng tại sao lại chia tay? Thì có thể là do mình hiểu nhau quá nên mới chia tay. Trời ơi, oan nghiệt không? Yêu nhau không hiểu nhau cũng chia tay, mà hiểu nhau quá cũng chia tay. Em nói rõ một chút đi, chứ chỗ này có nhiều khán giả đang hoang mang chưa hiểu đó. Thì có thể là do em chưa tốt với bạn ấy là sao? Là do em chưa tốt với bạn ấy là sao? Con tim giá lạnh tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Tự trách bản thân hoài. Bây giờ cô gái ấy có chồng chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Thí dụ như quay lại với em thì em sao? Thì có lẽ là do thời gian lâu quá thì em cũng không còn tình cảm nữa. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc, cũng không cần phải nấu ăn, biết nấu ăn này nọ đâu. Tại vì nấu ăn là cũng còn ba mẹ chứ có em gái ở nhà. Thì nấu ăn thì có thể là ba mẹ em sẽ... gan quá. Ba mẹ sẽ nấu luôn cho mình à. Em gan quá. Dạ. Ba mẹ nấu okay. Cho em ăn thôi nha. Chứ không có ba mẹ nào đi nấu cho con dâu ăn hết. Dạ, tại vì mẹ em dễ lắm. Giờ con dâu làm gì trong nhà mà không nấu ăn để ba mẹ, để mẹ nấu ăn? Ví dụ mà về thì có phụ với mẹ. Hay. Hoặc là không biết nấu gì đó thì đứng bên thì học hỏi về sau thì là nấu thôi. Có thích vợ ra ngoài làm việc không hay là chỉ thích ở nhà nội trợ? Thì nếu cả hai đi làm việc thì nó sẽ tốt hơn cho kinh tế của cả hai thôi. Đó, nó rõ ràng như có phải được không? Bây giờ chị tình yêu của em sao nè, cô gái ngồi ghế màu xanh. Em trải qua ba mối tình. Ba mối tình? Dạ. Mối tình đầu tiên là mối tình hồi cấp 3 của em. Lúc đó còn ngây thơ lắm anh, thì kiểu chỉ là rủ nhau đi học chung rồi hẹn hò rồi đi ăn uống vậy thôi. Thì mối tình thơ mà. Bạn ấy gần nhà em hay là? Dạ đúng rồi, cùng quê. Gần nhà em. Mối tình thứ hai của em á là năm em đi lên Sài Gòn này học, cũng là bạn học chung. Em với bạn đó quen được 6 năm. Chà, dữ ha. Là lúc đó vẫn còn đi học hay là đã ra trường rồi đi làm công việc? Dạ, đi học xong rồi ra trường đi làm luôn. Vẫn còn giữ mối quan hệ? Dạ, đúng rồi. Rồi sao? Cho là cũng quen lâu quá rồi thì kiểu như cả hai kiểu như không có vun đắp cho cái mối tình này nữa. Với lại là đi ra ngoài làm rồi kiểu như là gặp cái người nó phù hợp hơn á. Thì bạn với em thì quyết định là chia tay. Khoảng... Sao đó có quằn quại không? Có đau không? Dạ cũng có chứ. Khoảng bao nhiêu có lâu? Buồn thôi chứ không buồn đúng không? Dạ. Vô tình thì em mới gặp được một cái bạn là mối tình thứ ba của em. Là bạn đó ở Mỹ về. Lúc em vừa mới chia tay á thì bạn cũng mở lời, thì mình cũng tìm hiểu với lại làm kiểu như thấy bạn cũng lịch sự á. Em thích cái mẫu người vậy á. Thì cũng tìm hiểu xong rồi khoảng 2 tháng thì bạn về lại Mỹ. Tại nó cũng không sâu đậm nhiều với cũng không có thời gian để tìm hiểu nhau nhiều á anh. Thì tụi em chia tay. Rồi tới em độc thân tới bây giờ. Đây bao nhiêu lâu? Cách đây chắc phải 4 năm. 4 năm rồi. Dạ. Con tim giá lạnh cũng được 4 năm rồi. Nhà mẫu người của em như thế nào?
Dạ, mỗi người đàn ông mà em thích là người điềm đạm, chín chắn. Điềm đạm, chín chắn. Dạ, nói ít thôi nhưng mà làm nhiều. Cái gì mà anh đã hứa với em rồi thì anh phải làm được. Em quan niệm là đàn ông là trụ cột gia đình, ảnh phải là cái người làm cho em nể. Có nghĩa là nói được làm được, với lại là có cái sự nghiệp vững vàng để có thể chăm lo cho gia đình. Có cần ngoại hình không nè? Ngoại hình như thế nào? Em chuẩn tính cách thôi, nhưng mà em tính nếu cách mà không? Cao được thì tốt. Cao 7 giờ lên là được. Hồi 7 giờ lên là ổn đúng không? Dạ. Khỏe khoắn, nếu mà chơi thể thao nữa thì tốt. Em cao mét mấy cân Quang? Dạ em 1m68. 1m68 được, cân trả giá 2 phân chắc được. Rồi tới em á, tình trường em sao? Em hiện tại an ninh nè, an ninh sân bay nè. Thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì hồi cuối năm cấp 3, xong rồi đi học đại học xong là chia tay. Tại vì một người ở ngoài kia, một người ở trong này. Rồi, đồng ý. Những trẻ nó không có định hướng chung. Mối tình thứ hai thì lúc em công tác ở trên Buôn Ma Thuột thì cũng một năm. Còn mối tình đổi công tác chia tay luôn. Dạ, xong rồi em chuyển xuống đây rồi bạn đó xong rồi chia tay em 2-3 tháng bạn là lấy chồng rồi. Xa mặt cách lòng. Dạ, còn mối tình thứ ba thì em ở dưới này thì em quen được 4 năm. Có tình cảm rất nhiều nhưng mà sau đó thì về gia đình hai bên không hợp nhau. Dạ, kiểu người miền Bắc và miền Nam á, xong rồi không phù hợp. Thì đến đây chương trình hôm nay thì cũng muốn tìm cho mình một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, yêu thương gia đình là số 1. Thứ hai nữa là phải sạch sẽ, nói chung là tươm tất. Em thích là con người con gái là phải khi nào cũng chỉnh chu. Đúng. Sạch sẽ, thơm tho, sạch sẽ. Biết lắng nghe chia sẻ với nhau. Thông cảm với nhau, không cần cô gái đó biết nấu ăn, em biết nấu ăn, em thích nấu ăn. Thích nấu ăn. Dạ. Có thích mẫu người phụ nữ tự lập không? Dạ, tự lập càng tốt ạ. Tự lập thì càng tốt. Dạ. Hay quá chừng luôn. Em ơi, cô gái ngồi ghế đỏ nè, chuyện tình yêu của em như thế nào? Dạ, chuyện tình yêu của trải lòng đi nè. Thì hơi rắc rối một tí xíu. Rắc rối. Tại thấy em xinh quá chừng. Chắc em phải dùng một cái từ là lý thuyết. Lý thuyết là như thế nào? Dạ, có nghĩa là em cũng cấp 3 em đi học á, thì em cũng kiểu như là muốn quen thử cho biết như thế nào. Thì kiểu như là tình học sinh thì em không có nói. Còn từ đó trở đi là kiểu như anh đó mở hàng sao mà em không quen được hai luôn. Anh đó mở hàng sao mà em không quen được hai luôn. Mà em dính chữ lý thuyết vô chi anh không hiểu. Cái chữ, lý thuyết. Cái chữ lý thuyết đó có nghĩa là em nhắn tin với rất nhiều người. Qua lý thuyết tình yêu đồ em nắm rất là kỹ nhưng mà em chưa có được thực hành. Dạ, nghĩa là mới giỏi trên lý thuyết thôi chứ còn kinh nghiệm. Dạ, em nhắn tin với rất là nhiều người rồi nhưng mà em chưa bao giờ em quen được luôn. Từ lúc anh đó mở hàng đến giờ. Vì sao mà mở hàng kỳ cục vậy? Quen được bao nhiêu lâu? Dạ chắc quen mấy tháng rồi, tại vì hồi đó là em học lớp 10, anh học lớp 12 á. Quen kiểu như quen cho vui, tại vì em nghĩ là quen cho biết thôi. Xong quen xong em cũng hết muốn quen ai luôn. Mỗi lần mà em mà muốn quen ai là em thấy nó kỳ kỳ sao. Sao vậy? Kỳ chỗ nào? Mình phải biết đúng cái chỗ kỳ đó là chị dẹp cái kỳ đó cho em nè. Nói chung là cũng có nhiều cái trường hợp làm em nản luôn, em không muốn tìm hiểu nữa. Mà kể nghe thử cái trường hợp thôi. Tại vì em là em thích cái người lớn tuổi hơn em. Thì em quen người lớn tuổi thì sẽ có những cái trường hợp là người đó đã lập gia đình rồi nhưng mà giấu em. Thì em là một người hoạt động trên Facebook rất là nhiều, hoạt động trên mạng rất là nhiều. Thì từ những cái thông tin ít ỏi á thì em có thể tìm ra được cái mạng xã hội của người đó và biết người đó như thế nào luôn. Em cũng có gặp một vài người á giấu em những cái gia đình của họ, em biết được thì em ngưng luôn. Dần dần thì em cũng có mở lòng, em cũng có nói chuyện lại với một số người nhưng mà cũng không tới đâu á chị. Em nói rất là nhiều người. Tóm lại là em phát hiện ra đàn ông toàn là lừa đảo. Đàn ông toàn là lừa đảo, đúng không? Đó thì em chốt lại vậy đi chị. Không phải, đừng có đùa cái nắm đó là trên mạng thôi. Ta nói ta độc thân vô tính nhưng mà sau đó những người bạn ấy là bây giờ được. Hầu như luôn em khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành đó, thấy chưa? Chị Tường cộng căng đúng không hả? Chị Tường cộng lên 9% nữa là 99%. Trời ơi, hai bà chị ơi, chị đang đại diện đàn trai bà chị. Bà chị, trời ơi, thật sự luôn chị, cái là em nói thật sự. Đúng rồi, tôi cũng nói thật sự mà. Tôi không có đại diện đàn trai, tôi cũng là vẫn là phụ nữ. Không có cái sự sao kỳ với bà chị? Nhưng mà kệ, mình cứ sống vui cuộc đời của mình đi em, mình phải có niềm tin em. Mình phải có niềm tin và mình phải hy vọng là mình sống tốt và mình sẽ gặp người tốt. Vậy tương lai mình mới tươi sáng. Và khi em có niềm tin á, thì em mới có cảm xúc. Em có cảm xúc thì em mới có thể xúc động, em mới yêu được. Mà cuộc sống này mà không yêu là coi như thiệt thòi, phí hoài tuổi trẻ. Em ơi, cho nên em phải yêu nha cưng nha. Dù cho là hạnh phúc hay đau khổ gì cũng phải yêu. Đang thật sự là đi tìm cảm xúc luôn á. Đúng. Còn đối với tình yêu là em cảm thấy là em không có cảm xúc.
em về lý trí rất là nhiều. Thì cho nên bây giờ bỏ cái lý trí đi, phải tìm cảm xúc cho chính mình, cái đó là mình cứu chính mình trước. Đúng, còn cái chuyện đàn ông được hay không tính sau nghe cưng. Có cần ngoại hình như thế nào? Dạ, ngoại hình bình thường là được rồi, không có cần phải xuất sắc hay như thế nào. Bây giờ cái điều quan trọng là em chỉ cần buông cuốn sách lý thuyết xuống và va chạm vào thực hành cho chị. Mọi thứ để chị lo, ok thực chưa? Đi. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với người thân của các bạn tham gia chương trình nha. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Và chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ạ. Em là bạn của bạn Kim Hoa ngồi ghế đỏ ạ. Thì nãy giờ em cũng xem thì em thấy là anh ghế đỏ khá là hợp với bạn em. Bởi vì bạn em thì thực ra là nó bộc trột kiểu vậy thôi, nhưng mà sống rất là tình cảm và lúc nào cũng gia đình ấy ạ. Gia đình là số 1 đấy ạ. Vâng, thì em thấy là thứ nhất là bạn em rất là thích ăn và cực kỳ là thích bóng đá, cho nên là cũng khá là hợp với anh luôn. Trời ơi, thích bóng đá thôi, trên đá chắc gì thích ăn đâu mà em khẳng định thì bạn em đó thích ăn. Em cũng bật đèn xanh cho anh là có lẽ là em thấy là khá là phù hợp, thì anh cứ thử tìm hiểu và cố gắng ạ. Dạ, còn anh ghế xanh thì đôi khi thì em thấy là bạn em nó hơi bị vui nhộn quá ấy. Thì không biết là về với anh thì không biết là có cảm thấy là có hòa hợp không, vì bạn em nó nói nhiều quá, sợ là anh sẽ bị stress. Dạ, thì nói chung là em nghĩ là hai anh cứ thử tìm hiểu ạ. Thì em cũng chúc là hôm nay thì mọi người sẽ bấm nút và em chúc cho chương trình thành công ạ. Rồi, okay, cảm ơn em. Rất rõ ràng, rất rõ ràng. Rồi, mời em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Đạt, em chào tất cả mọi người. Thì chị em là chị gái xanh, chị Ngọc. Tính cách của chị em thì chị em là một người rất là năng động. Cả hai anh đều hợp với chị em. Với anh gái xanh thì anh mà quen chị em là hai người là dẫn đi vòng vòng, nói chuyện hồi là vòng vòng luôn. Là tới mai là không có kết quả luôn. Dạ, anh hãy tập trung vào chuyên môn một xíu nha anh. Rồi với anh gái đỏ thì em thấy là ok chị. Ngon. Ngon hả? Ngon hả? Rồi, cảm ơn hai em nha. Rồi, bây giờ chúng ta đến với bên nhà trai ạ. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt ạ. Em thì là bạn của bạn Thông. Bạn em thì rất là tự tin, có cái tính là tự lập từ lâu rồi. Thì hai bạn nữ ở đây thì bạn nào cũng xinh cả. Mỗi bạn có một cái cá tính, có một cái điểm riêng. Theo em thấy thì bạn ghế đỏ cũng khá là phù hợp ạ. Ghế đỏ với ghế đỏ luôn đúng không? Thật ra nó phải có vậy. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Thì em xin giới thiệu là em là bạn của Quang. Hôm nay tới đây thì cũng nhờ chương trình này em cũng hy vọng là nó tìm được một người gọi là bạn đời của nó. Thì em cũng xin gợi ý luôn. Thì em thấy hai bạn á, thì bạn nào cũng có mỗi cái nét riêng hết. Có bạn ghế xanh thì mình thấy là rất là chững chạc. Thì em xin gợi ý cho Quang ấy, thì nói chung là hai bạn này ấy, thì mình thấy là bạn ghế đỏ thì sẽ là hợp hơn. Ôi, mới kèm bằng ghế xanh ghế đỏ. Ôi, tôi quả mù thiệt tình. Rồi, đó là góp ý của người thân. Bây giờ mở cửa trái tim. Ôi, những ánh mắt đã chạm nhau. Nhìn đi, nhìn nhau đi, nhìn nhau đi. Rồi bây giờ người đàn ông lịch lãm này nói trước đây nè, nhiều kinh nghiệm hơn nè. Cảm xúc đầu tiên của em khi cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào Thông? Dạ, em đến chương trình này rất là vui. Thứ hai nữa là rất là rung. Để tìm cái người phụ nữ mà đi với em quãng đường còn lại, rất là bồi hồi trước hai cô gái xinh đẹp này ạ. Bồi hồi. Xin hỏi em ghế đỏ, thì anh thấy em chia sẻ trên nãy giờ anh nghe là chưa rõ cái chỗ mà 99% đàn ông là sao em? Em khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành. Đó, thấy chưa? Vậy chị Tường cộng căng quá hả? Dạ, em không tin tưởng đàn ông cho lắm. Đàn ông không có cái sự thành thật. Chị Tường cộng 9 nữa, nó ra 99. Thì đến chương trình này thì anh sẽ đảm bảo với em là 10% còn lại thì anh là người đàn ông đó. Được. Cảm xúc của Quang khi mà cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì nhìn thấy hai bạn thì cả hai bạn nữ đều xinh đẹp, ăn mặc thì rất là sành đều. Em lên đây em cũng rung lắm ạ. Thì nãy giờ cái tính cách của em thì rụt rè, thì gặp hai bạn nữ xong thì mình có thể trao đổi giao lưu với nhau một tí rồi để mình tìm hiểu với nhau. Em muốn trao giao lưu gì, trao đổi gì em nói đi. Dạ, thì hôm nay em đến chương trình thì em chỉ có chuẩn bị một món quà để tặng cho một bạn cùng màu ghế với em. Quà đi cưng.
cho anh vui anh đỡ được coi đẹp. Anh Vinh Quang anh tặng gì nè. Oh. Wow. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình thấy nó rất là dễ thương và mình sẽ trân trọng món quà này. Em nói luôn đi, hôm nay cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi cánh cửa trái tim mình mở ra? Cảm xúc của em hiện tại khi mà gặp hai anh á thì em thấy là người nào cũng rất là có ngoại hình sáng, người nào cũng mạnh mẽ ạ. Có thể làm chỗ dựa gia đình được ạ. Được. Khi mở cửa trái tim thấy sao nè, cười quá vậy? Em thấy khác xa tưởng tượng của em. Khác xa tưởng tượng của em. Khác xa tưởng tượng của em. Hả? Em tưởng tượng sao mà sự thật nó làm sao? Lý thuyết nó như thế nào còn thực hành nó như thế nào? Em tưởng hồi nãy giờ cái anh cái lời nói của anh ghế đỏ lại là anh ghế xanh, còn cái lời nói của anh ghế xanh lại là anh ghế đỏ. Cái tiếng hả? Hay là câu chuyện? Em nghĩ là cái câu chuyện. Và cảm xúc của em hiện tại thì như thế nào? Dạ, cảm xúc thì em cũng chưa có gọi là ấn tượng mạnh lắm. Tại nãy giờ bị lộn kèo phải không? Dạ, em bị lộn á chị. Còn đây sao? Dạ, em đến đây thì cũng chưa chuẩn bị kịp cái gì. Thì hôm nay em xin tặng hai bạn nữ. Tặng em. Nãy trò chuyện với nhau đi, bây giờ các bạn thoải mái đi. Chị thấy em cũng là khá tự tin đó. Mình có thể là hỏi hai cô gái đó như gì đó để khai thác thêm, để hiểu nhau nhiều hơn. Cho em hỏi bạn gái ghế xanh thì hiện tại là bạn đang làm việc ở Sài Gòn này làm bên gì ạ? Dạ, em làm bên mảng kinh doanh online. Kinh doanh. Với lại là em đang theo học khóa huấn luyện viên yoga. Tại vì bên chỗ cái ngành mà yoga thì mình rất là ham về thể thao, cũng mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ có sức khỏe, một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình và có sức khỏe tốt để cùng nhau đi trải nghiệm những cái mới mẻ và nhiều chuyến du lịch ở bên ngoài. Hai em cũng có thể mạnh dạn hỏi lại hai ảnh nha. Em muốn hỏi bạn ghế xanh là hồi nãy thì thấy bạn chia sẻ thì bạn hơi kiểu rụt rè, với lại là kiểu bạn nói là bạn không chủ động á. Thì nếu mà bạn gái đòi hỏi mình phải chủ động nhiều hơn, mình phải quan tâm nhiều hơn thì mình có làm được không ạ? Nói chung là mình thích cái người nào mà nói rõ ràng, rành mạch, nói được, làm được á, kiểu là dứt khoát á. Thì theo như câu hỏi của em, nếu mà mình tìm hiểu nhau, mình có cơ hội mình quen nhau thì những cái mà mình đòi hỏi là đáp ứng trong cuộc tình của mình thì dĩ nhiên là anh sẽ cố gắng đáp ứng hết à những đòi hỏi, nhưng mà đòi hỏi nhưng về giờ giấc hay là gì đó, tại vì cái công việc của anh á nó cũng ngặt về cái thời gian cũng hơi khó à. Nó bụng cho bột hả, dụ như đứt mạng rồi dạ, đổn chính xác xung phong liền đúng không? Dạ không, thì có trực, có ca trực nữa, nhưng mà trực đêm. Chẳng hạn như anh nói là đứt cáp hoặc là trái cáp mà ban đêm thì bắt buộc mình cũng phải đi làm đêm. Đi làm khuya. Tại nhiều khi có những cái sự cố xảy ra thì mình phải xử lý cho đến qua ngày hôm sau luôn. Thật ra công việc mà. Dạ đúng rồi. Nó công việc thì người ta sẽ vô thông cảm đây, không mình không lấy công việc chen vô. Dạ. Nhưng mà nếu như không có công nếu việc không thì có mình việc. Có toàn tâm toàn ý với người mình yêu không? Đó là quan trọng, đúng không em? Chuyện đó nếu mà em đòi hỏi về vấn đề như thời gian đi chơi hoặc là thời gian gì đó, ok, nếu anh sắp xếp được anh sẽ đáp ứng được cho em. Rồi anh muốn hỏi gì luôn không à? Hỏi hỏi đi. Quan ghế đỏ. Không biết anh thì... em luôn đi. Cho anh hỏi em, thí dụ mà cái công việc của em á, thí dụ em ngủ mà nãy em có chia sẻ là em ngủ em ngủ thời gian em ngủ nó hơi dài không? Dạ không, không, như hôm nay có công việc á thì cho dù là em có thức khuya cỡ nào thì em vẫn đến rất là sớm. Mặc dù là em là người ngủ hoặc là thức khuya như thế nào đó, nhưng mà đối với công việc hoặc là đối với một cái cuộc hẹn nào đó là em luôn có sự chuẩn bị trước. Về mặt nấu ăn hay là gì đó thì em không giỏi về mặt đó không à? Dạ, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn. Dạ. Em cũng thường xuyên nấu ăn. Tại vì do em ở trọ là 7 năm rồi thì đôi khi ăn ở ngoài á thì em cũng bị ngán, cho nên là em tự học nấu ăn và em cũng có biết nấu ăn. Hiện tại thì em đang sống ở đâu à? Em đang ở em ở Tân Bình. Tân Bình à, quận Tân Bình. Dạ. Gần ra sân bay luôn. Gần ra sân bay. Dạ. Đây gần chỗ anh rồi, gần anh không? Gần ra sân bay. Ôi. Nhìn chỗ anh rồi. Ôi, có hai anh rồi. Nhìn chỗ anh rồi không á? Rồi sao cô đó ổn định chưa? Cho em hỏi bạn ghế đỏ một chút. Là lúc nãy nghe chia sẻ thì bạn gái nói là không có cảm xúc với người đàn ông nữa. Nhưng mà
đến với anh sẽ có cảm xúc. Em sợ. Rất là thẳng thắn không? Thứ nhất là em thích về người đàn ông thích chơi bóng đá này hay là thể thao. Thì anh đang chuẩn bị có một cái giải bóng đá ở Tân Bình. Anh cũng tham gia trong đội bóng đó. Đấy, thì cũng mong muốn là em đến tham dự cho vui. Ủng hộ ha. Đó, thứ hai nữa về nấu ăn. Thực ra là anh rất thích là ăn cơm ở nhà mình nấu. Và người sau này là người vợ mình. Nói chung là hai người cùng chia sẻ nhau. Đó là nấu ăn. Rất là mong muốn là sau này mình là người để vào bếp để chăm lo cho vợ con. Lúc nãy em chia sẻ là có thời gian em ngủ muộn quá này, hay là dậy muộn quá, thì cái đó anh có thể là sắp xếp được cùng thức với em. Và sáng có thể anh dậy sớm để anh đi làm, thì anh sẽ chuẩn bị ăn sáng cho em. Rồi coi được không mà bao lâu, hay chừng ba bữa anh thở ra gió không hả? Cũng là cái đó em làm được. Sao em đã có lòng tin là với đàn ông chưa? Anh càng nói em càng sợ. Em phải có lòng tin với đàn ông chứ. Đi ý. Dạ, thì nói em rồi, em bỏ con sắt xuống. Kiểu em sợ một người nào đó vẽ cho em một cái viễn cảnh thật là đẹp. Trời, thà là người ta vẽ cho mình đi em. Còn là người ta còn có để ý tới mình ta vẽ, còn cuộc đời chị toàn tự vẽ cho chị không, mình rất quốc hết đi nè. Có người vẽ cho mình là mình hạnh phúc rồi. Bây giờ mình văn nghệ cái cho vui đi. Đúng rồi, văn nghệ đi. Văn nghệ cái cho vui nè. Thì có ai biết hát hồi không nè? Quang Thông. Dạ em chịu. Em không biết hát. Dạ. Ok thì rồi, đó. 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 Chương trình em sẽ tưởng gì chứ hát là Quang. Dữ dằn. Hát bài gì nè? Nói chung là em hát một khúc thôi à. Bài hát gì? Ai chung tình được mãi. Ai chung tình được mãi, mời Quang. Dạ, một đoạn thôi hả? Quá dữ. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi đường không. Chơi với những ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Đôi chân man lặng thinh, yếu một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại. Em xin lỗi. Dừng lại luôn hả? Ok anh dừng lại là dừng lại hả? Dừng lại luôn hả bạn? Dễ thương. Anh dừng. Bây giờ hai chàng trai của chúng ta hãy lần lượt tiến sang bên nhà gái, xin phép được nắm tay từng cô một để đo cảm xúc, còn muốn nói gì thì tùy. Bây giờ mình sẽ ưu tiên cho bạn Quang trước. Chào em nắm tay. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì theo những trao đổi của em thì nãy giờ, thì nếu mà em có đòi hỏi bạn trai của mình như những vấn đề gì đó, em có thể về sau thế mình có quen nhau đi hay là gì đó, thì những trao đổi, những cái mà đòi hỏi của em thì anh sẽ cố gắng thử. Dạ. Sẽ thử hoàn thành. Dạ. Rồi mời em. Dạ. Thì hôm nay đến đây chương trình thì cũng mong muốn tìm một người bạn gái phù hợp với anh. Thì đến chương trình thì thấy em rất là xinh, rất là tự tin. Tại vì những người ấy mà độc lập về tài chính giống như kiểu là kinh doanh ấy, thì họ rất là tự tin. Em đã đến đây rồi thì hãy cho nhau một cái cơ hội để làm quen. Đầu tiên là bạn bè đấy, còn sau nữa thì mình tiến xa hơn. Mong là em cùng với anh cố gắng. Và bây giờ thì chuyện gì đến phải đến thôi quý vị. Rồi, chúng ta hãy đến với khoảnh khắc quyết định. Và bây giờ thì các bạn nhìn thấy bên ghế của mình á, các bạn đặt tay vào ghế đi. Có một cái nút màu xanh, một cái nút màu đỏ bên kia em. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Sau khi mà anh Đạt tuyên bố thì các bạn có thể bấm cái nút nào mà các bạn thích. Nghĩa là cái nút đó nó sẽ tương ứng với người mà mình sẽ chọn. Cái màu ghế với màu nút giống nhau nha. Và bây giờ tất cả các bạn hãy hướng mắt ra về trước. Tay đặt lên nút bấm. Nhắm mắt lại sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Thì mình rất là ham về thể thao. Cũng mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ có sức khỏe, một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình. Mỗi người đàn ông mà em
thích là người điềm đạm, chín chắn. Điềm đạm, chín chắn. Dạ, nói ít thôi mà làm nhiều. Dạ, ngoại hình bình thường là được rồi, không có cần phải xuất sắc hay như thế nào. Em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc, cũng không cần phải nấu ăn, biết nấu ăn này nọ đâu. Và bấm. Hết thời gian. Hết thời gian. Tại sao em không bấm nút ai hết trơn vậy? Cơ hội tới sao mình không nắm bắt cơ hội vậy? Như bạn Khi Gái Xanh á, thì nếu mà về với em thì em cảm thấy mình không phù hợp với bạn. Có thể là do tính cách của công việc của hai bên nếu mà có thể không phù hợp. Rồi dạ. Còn Ghế Đỏ? Ghế Đỏ thì em nghĩ là bạn đó sẽ với anh Thông. Trời ơi, cái chuyện của mình thì mình tính của mình đi. Bởi vì con người vậy làm sao thành công được. Có nghĩa là em cũng thích bạn Ghế Đỏ mà em không bấm, tại vì em sợ là hai người này bấm nhau, phải không? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, vậy là thua thiệt người ta rồi. Chị đã kêu em quăng cái cuốn sổ xuống đi, em phải cho em cơ hội, tại sao em không bấm? Tại vì anh Ghế Đỏ nói gì? Trời đất ơi, tại em không có tin tưởng vào đàn ông thì người ta phải nói nhiều để người ta thuyết phục em, để cho người ta thấy được, chứ giờ không nói nữa thì làm sao hiểu nhau, đúng không? Bây giờ có mấy phút trên chương trình mà không nói nữa sao hiểu nhau? Theo như em thấy thì mà đàn ông mà nói như vậy em bị cảm giác bị sợ. Người ta nói mà người ta làm được thì mới tốt, nhưng này người ta mới nói chưa có cơ hội làm. Trên đây phải có mấy phút phải nói chứ, không nói sao em hiểu? Đúng rồi, phải mở lòng ra. Ở cô giáo của tôi, tương lai của tôi, sao không bấm nút? Dạ, tại vì em thấy á, hai anh nó ngoại hình rất là sáng và công việc rất là ổn định. Nhưng mà vấn đề là chị từng em kiểu em lúc mà nắm tay á thì em cảm nhận được là chị kiểu như là nó không có tình cảm nhiều, nó không có cảm xúc. Thì em nghĩ là có thể là sau chương trình này em giữ liên lạc với hai anh để học hỏi, để học hỏi từ cái công việc của hai anh. Với lại là em cũng rất là hân hạnh nếu mà có hai cái người bạn như vậy ạ. Tại vì em thấy anh nào cũng giỏi trong cái công việc của mình hết á. Chứ ở đây không phải là mục tiêu của em mà. Ra vô nước biển cùng tôi không? Dù sao thì đó cũng là cái quyết định của các bạn, thì chúng tôi sẽ luôn luôn trân trọng. Nhưng mà đây là chỉ là một cái lời khuyên thôi của cái người đã từng nhiều kinh nghiệm và đi trước trong cơ hội, trong một cuộc sống của mình. Nếu có cơ hội thì mình nên nắm bắt, và không ai cho mình cơ hội đâu, mình phải tự tạo cơ hội cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Mặc dù hôm nay là chưa được như ý nguyện, nhưng mà cũng xin cảm ơn các bạn và chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và xin thay mặt chương trình, Cát Tường xin tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không có chất bảo quản. Rồi, xin gửi đây, tặng cho hai bạn. Dạ, yeah, cảm ơn ạ. Đây, tặng cho em. Đối với cặp đôi thất bại, đừng lo. Chương trình cũng đã dành tặng cho các bạn phần quà là gói premium của ứng dụng Speakable. Với một ứng dụng hẹn hò, một môi trường rất là an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Và kính thưa quý vị, cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón cho các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.